Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 âm lịch, là ngày vía của Ngài A Di Đà, là ngày sanh của Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, tổ sư đời thứ 6 của 13 vị tổ tông tịnh độ Phật giáo. Theo lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy trong kinh A Di Đà, cách thế giới Ta Bà của chúng ta 10 muôn ức cõi, Phật về hướng Tây rất xa. Có một thế giới tên là Cực Lạc. Đức Phật giáo chủ cõi đó là Phật A-di-đà, hiện đang thuyết pháp độ sanh. Đức Phật A-di-đà là một ngôi giáo chủ trên cõi Lạc Bang, oai đức không cùng, thệ nguyện rất lớn, mở môn phương tiện, độ kẻ chúng sanh ra khỏi ta bà đem về tịnh độ.